Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nhà mình. Cây này form tàn thiên nhiên này, huyền đổ xuống đây, quá đẹp luôn nhà mình. Cái này chỉ có thiên nhiên tạo nha này. Bộ tàn đổ xuống khá là đẹp luôn, cây này giống dĩ là thành phẩm thiên nhiên tự tạo luôn. Cây sống khỏe nhà mình, yên tâm luôn. Cây này có mã số là 27 nha, có tổng hoành này là 47, cây cao tới cái đầu này là 31 nha, tính từ mặt chậu. Cái tàn chiều phóng của tàn nha là 65, đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 25 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 1,5 triệu bao ship nha. Cây này quá chi lộ ok luôn, tay cành nó rơi nè, ở đây có cò tay cành nó rơi xuống nè, rất là đã luôn. Cây này về mình lên cái chậu VIP cho nó nữa là ok, khỏi phải suy nghĩ luôn. Gửi cây ở Việt Nam đừng gửi đi qua ta nhiều là chết. Này cò rớt của nó này, nó dặn từng khúc khá là đều luôn. Mình xem tham khảo luôn nha, nếu được viên cây nào thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cây này chung cốt nha mình, chung cốt hết nha, bầu đất rin luôn, cẩm thị kim cương đen. Cây bộ tàn quá sướng nha mình, xanh tươi luôn. Rồi mã số 27, giao lưu nhanh với nhà mình tác phẩm này là 1,5 triệu bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.